Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập 8 lớp 2, bài 116, đó là bài bảng chia 5. Để ủng hộ cho cô thì quý phụ huynh cũng như học sinh chúng ta hãy nhớ like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh sau khi xem nhé. Quý phụ huynh nào chưa nhấn biểu tượng hình quả chuông thì chúng ta nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để không lỡ các video mới. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1, kính nhẩm. Trước khi chúng ta làm phần bài tập này, yêu cầu các con phải học thuộc bảng chia 5. Chúng ta cùng tính nhẩm này. Sau khi chúng ta học thuộc được bảng chia 5 rồi, chúng ta có 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 45 chia 5 bằng 9, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8 và 50 chia 5 bằng 10. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Bạn nào chưa xong hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 1 đã nhé. Cô chuyển sang bài tập số 2, tính nhẩm. Ở đây có hai phép tính là nhân và chia. Chúng ta làm lần lượt này. 5 x 3 bằng 15. Các con ghi kết quả 15 vào. Lấy 15 chia cho 5 thì sẽ bằng 3. Chia cho 1 trong 2 thừa số thì nó sẽ bằng thừa số kia. 5 x 7 bằng 35. Lấy 35 chia cho 5 thì sẽ bằng 7. Tiếp theo, 5 x 10 thì bằng 50. Lấy 50 chia cho 5 thì sẽ bằng 10. Như vậy chúng ta vừa đi xong thêm được bài tập số 2. Sang bài tập số 3. Có 20 tờ báo và chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo? Như vậy muốn biết được mỗi tổ nhận được bao nhiêu tờ báo, em lấy số tờ báo em chia cho số tổ, lấy 20 chia 5. Như vậy mỗi tổ sẽ nhận được là 4 tờ báo. Mỗi tổ nhận được số tờ báo là 20 kem chia 5. Như vậy mỗi tổ sẽ nhận được 4 tờ báo. Đáp số. Là 4 tờ báo. Sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Lần nào chưa xong bài tập số 3, chúng ta hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 3. Bài số 4 như sau. Có 20 tờ báo, chia đều cho các tổ. Mỗi tổ có 5 tờ báo. Hỏi vào tất cả mấy tổ? Muốn tìm số tổ, kem lấy số tờ báo, kem chia cho số tờ báo của một tổ. Như vậy chúng ta sẽ lấy 20 kem chia 5 thì ở đây sẽ có 4 tổ. Như vậy số tổ được chia báo là
Kem sẽ lấy số tờ báo, kem chia cho số báo của một tổ. Như vậy 20 chia 5 bằng 4, vậy sẽ có 4 tổ. Đáp số. Bốn tổ. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài 116 trong bài tập toán lớp 2. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông sau khi xem nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.